tao nói không được à? Đi về. Chị ơi, chị cho em hỏi chút ạ. Chị đang muốn ra là không muốn lây cho người khác. Ở gần đây cô có biết có hiệu thuốc nào không? Hiệu thuốc thì bà cũng biết. Em đang có bầu. Vâng. Nhà em có gần đây không? Được, em chẳng biết phải đi đâu về đâu cả. Em cũng không muốn về nhà ngoại. Sao nó nhìn nó đánh kiểu như này? Mà em lại đang có bầu, không thể chấp nhận được hành động như thế. Rồi tránh mặt. Thế là chồng em đó. Nhá. Em đi với em. Em cảm ơn chị. Ừ. Tình huống trở nên căng thẳng hơn khi diễn viên nam trong vai người chồng bắt đầu xuất hiện. Không phải 60 con người nhanh nữa. Bỏng nữa. Đi về. Đứng lên đi về. Nói là phải được. Đi về nhanh lên. Thì có gì mình từ từ nói được mà. Anh đói, đây là chuyện của vợ chồng anh tự giải quyết. Em biết là đừng cần quan tâm. Em biết là đây là chuyện vợ chồng của anh, nhưng mà đây là trách nhiệm công dân của em khi mà em phải gửi người khác bằng hành. Vợ chồng anh làm gì đấy là quyền của anh. Em biết anh chị là vợ chồng, anh nói rất là rõ rồi, nhưng mà em đang... Đi về chưa? Anh ơi, mình là con người anh ạ. Mình nói chuyện với nhau như con người. Đi về nhanh. Không, không anh nữa. Tao nói không được à? Đi về. Không được à? Đi về. Em nhìn thấy như thế không được tốt. Còn con cứ xử lý ở nhà thì xử lý. Đây là việc của vợ chồng tôi. Vợ, cô chú anh đi, anh gọi ai có số không? Không đảm bảo cho trẻ em mua trước cái đó hay không ạ? Con nhẹ nhàng, đừng có lo xem về. Con nhẹ nhàng, đâu phải làm vậy ra. Con đừng làm thế, con người đâu. Mày về. Thật ra là em cũng không nghĩ nhiều vì thấy chị khóc với cả mặt chị đầy mấy cái vết bầm ấy ạ. À. Em cũng thấy tội quá nên là em muốn giúp ạ. À. Kể cả không phải là người nhà mình cũng phải bênh vực. Bởi vì bạo lực gia đình là một vấn nạn không thể để được. Nên là rất thương cô, nên chú hỏi luôn cô là có phải chồng cháu không? Nếu đúng là chồng cháu thì chú nói thật mà lên. Chú nếu mà không can thiệp được thì gọi chính quyền, hoặc là chú có thể dùng sức lực của chú cũng có thể giúp được người ta. Sự chung tay của mỗi cá nhân trong cộng đồng sẽ giúp những người bị bạo lực không cảm thấy đơn độc, yếu thế hay bị kỳ thị. Hãy can thiệp ngay nếu thấy phụ nữ và trẻ em đang có dấu hiệu bị bạo lực và gọi tới Trung tâm Trợ giúp xã hội Ngôi nhà bình yên để được tham vấn, hỗ trợ kịp thời và miễn phí. Hotline 1900 969680. Giờ em đã biết là phải gọi đến Trung tâm Trợ giúp xã hội Ngôi nhà bình yên rồi. 1900 969680.